Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin thời sự sáng nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn tổng hợp diễn biến tình hình chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, trước khi đi vào phần chiến sự, hãy điểm qua một hoạt động còn nổi bật hơn của tình hình thực địa, đó là việc các nước NATO và EU thúc đẩy việc viện trợ cho Ukraine để chống Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Ngoại trưởng Anthony Blinken giải phóng ngay lập tức 350 triệu đô để hỗ trợ Ukraine tự vệ, nhưng các quan chức Washington thừa nhận gói viện trợ này đang gặp khó khăn. Trong khi đó, các nước châu Âu ngày hôm qua đã nhất trí việc chuyển giao 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine. Còn bộ phận báo chí hải quân Ukraine trên fanpage riêng của mình thông báo, Bulgaria, Ba Lan và Slovakia sẽ chuyển 70 máy bay chiến đấu cho nước này. Đây là các quốc gia Đông Âu từng có quan hệ thân thiết với Liên Xô trước năm 1991, do đó sở hữu số lượng lớn vũ khí cùng chủng loại với Nga và Ukraine. Phía Ukraine cho biết Dự kiến, Bulgaria sẽ chuyển giao 16 tiêm kích MiG-29, 14 cường kích Su-25, còn Ba Lan chuyển giao 28 MiG-29, Slovakia sẽ chuyển giao 12 MiG-29. Các nước NATO sẽ thực hiện việc chuyển giao F-16 cũ để bù đắp cho các quốc gia Đông Âu này. Chuyện sẽ không đáng phải đề cập thêm nếu như ngay trong ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov đã tuyên bố không có chuyện Bulgaria gửi binh sĩ hoặc máy bay chiến đấu đến Ukraine. Đồng thời lưu ý rằng đất nước của ông còn không có đủ máy bay để bảo vệ bầu trời của mình, thì lấy đâu ra mà giúp? Chúng tôi hiện có rất ít máy bay, và chúng tôi không thể chuyển giao cho các quốc gia khác. Một tin giả khác mà tôi nghe được hôm nay là chúng tôi sẽ gửi quân tới Ukraine. Xin thưa, hoàn toàn không có gì đúng trong hai cáo buộc này. Ông Peskov nói sau phiên họp của chính phủ. Trong khi đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh TVN24, Tổng thống Ba Lan Andrei Duda khẳng định nước này không có ý định gửi bất cứ chiến đấu cơ nào đến Ukraine vì điều này đồng nghĩa với việc can thiệp quân sự vào xung đột. Tổng thống Duda cũng nhấn mạnh rằng Basava hay NATO không có ý định gửi quân đến Ukraine nhưng vẫn sẽ sát cánh cùng Kiev chống lại các hành động quân sự từ Nga thông qua các gói viện trợ quân sự đang được triển khai. Về phần Slovakia, họ giữ thái độ im lặng với vấn đề này nhưng với tình hình trang bị của họ thì nói thẳng điên mà gửi máy bay sang Ukraine, nhà còn không đủ ăn, lấy gì cho. Bình luận của các nhà lãnh đạo Đông Âu được đưa ra sau khi đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell thông báo, các nước châu Âu sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Borrell không cho biết chi tiết, nhưng các chuyên gia quân sự cho biết, họ sẽ tìm kiếm những máy bay cũ của Liên Xô mà không quân Ukraine đang sử dụng. Hiện tại, trong khối NATO, các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria, Slovakia còn biên chế số lượng lớn máy bay Nga tương tự loại của Ukraine, cho nên đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc Kiev tự tung tin rằng Ba Lan hay Bulgari sẽ gửi máy bay cho mình. Thậm chí, bộ phận báo chí hải quân Ukraine còn tuyên bố nếu cần thiết, số máy bay này có thể đồn trú tại các sân bay của Ba Lan, từ đó phi công Ukraine sẽ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Như vậy, có thể khẳng định rằng việc EU tuyên bố viện trợ 70 máy bay cho Ukraine là đúng, nhưng lấy từ đâu, chủng loại như thế nào thì Ukraine đã tự tung tin đồn nhảm khiến các nước NATO hoảng hồn chạy đi chữa cháy. Đúng là đến khổ với cái anh Ukraine này. Không quân Bulgari có quy mô khá nhỏ ở Đông Âu với quân số 6.500 người và 126 máy bay các loại. Trong đó, riêng lực lượng không quân chiến đấu, họ chỉ có 14 chiếc MiG-29 và 8 chiếc Su-25. Con số này ít hơn nhiều so với tuyên bố của Ukraine về số lượng máy bay Bulgari có thể chuyển giao. Kể cũng hải, đúng là nhà không đủ dùng, lấy đâu ra cho. Giả sử Bulgari chuyển giao toàn bộ số này thì họ sẽ trở thành lực lượng không quân không thể bảo vệ bầu trời của mình. Bởi lẽ, số F-16 đặt hàng từ Mỹ hiện nay sẽ không thể tới trước năm 2027. Dự kiến, năm 2027, chính phủ Mỹ mới có thể hoàn thành đơn hàng 8 F-16 cho Bulgaria với tổng giá trị hợp đồng 1,67 tỷ đô được ký năm 2020. Và kể cả có như vậy, 8 chiếc F-16 là chẳng thấm vào đâu so với diện tích lãnh thổ lên tới 110.000 cây số vuông. Slovakia tuy không bình luận nhưng chắc là trong thâm tâm họ không thèm nói lại. Với quy mô 3.200 người, trang bị 28 máy bay và 13 trực thăng, không quân Slovakia còn bé hơn cả Bulgaria. Hiện tại, toàn bộ lực lượng của họ chỉ có 12 chiếc MiG-29 gửi hết cho Ukraine thì có mà điền. Slovakia đã đặt hàng 14 F-16V Block 70-72 từ Mỹ, nhưng dự kiến họ sẽ nhận chiếc đầu tiên vào cuối năm nay và sẽ mất một thời gian dài để mi 29 có thể được cho ai đó. So với hai quốc gia trên, không quân Ba Lan khá hơn một chút với quy mô 272 máy bay, trong đó, hiện nay họ đã đưa vào trang bị từ lâu 48 chiếc F16CD hiện đại từ Mỹ. Tuy nhiên, số này vẫn là không đủ với họ khi mà họ vẫn tiếp tục duy trì 23 chiếc MiG-29 và 18 chiếc Su-22 thời Liên Xô. Do đó, Ba Lan là quốc gia khả thi nhất có thể chuyển giao MiG-29 cho Ukraine, nhưng hiện thì họ đã bác bỏ vì thực sự không muốn vướng vào mớ bòng bong này. Và cũng cần lưu ý rằng Ba Lan có đường biên giới với lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Họ chắc chắn không muốn mình trở thành mục tiêu của Iskander hay Kalib. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những vũ khí này được sử dụng trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Với việc tiến hành chiến dịch tấn công Ukraine, một điều được giới phân tích từng cho là không thể xảy ra, thế mà đã xảy ra với quy mô lớn, vậy thì chẳng thể nói được Nga sẽ sẵn sàng quất Iskander và các sân bay Ba Lan nếu họ cho Ukraine sử dụng nhờ. Về phần NATO, lấy đâu ra 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine, tới nay vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Không biết liệu đây có thể trở thành một lời hứa cho sang mùa hay không nữa. Bởi lẽ, ngoài Bulgaria, Ba Lan và Slovakia, các nước Đông Âu từng dùng máy bay Nga như Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Albania lại không có MiG-29 hay Su-25. Có Romania, Croatia còn sử dụng một số tiêm kích MiG-21 nhưng Ukraine đã từ bỏ loại máy bay này từ lâu. Vũ khí chống tăng, mũ áo chống đạn thì đơn giản, chứ máy bay chiến đấu là tài sản quý giá với nhiều quốc gia, không dễ mà viện trợ luôn vào ngay được. Không dễ thế đâu, Tổng thống Zelensky. Làm ơn, đừng đưa tin giả về NATO. Nhưng thành thật mà nói, đây là một vấn đề hết sức nan giải với không quân Ukraine khi họ đã chịu thiệt hại nặng trong mấy ngày qua sau khi hứng chịu các đợt không kích. Trước chiến sự, họ có 32 chiếc Su-27, Su 37 MiG-29, 12 Su-24, và 17 Su-25, nhưng đây là con số tổng, còn thực tế chưa tính số máy bay đang sửa chữa hoặc đang hỏng. Cho đến nay, họ đã mất 6 MiG-29, 2 Su-27, 2 Su-25. Con số này còn có thể gia tăng khi Nga đã không chế bầu trời Ukraine bằng các hệ thống phòng không tầm xa và các cuộc không kích vào sân bay. Nhưng có một tin vui cho họ là chiếc Su-27 bỏ chạy sang Romania ngày đầu cuộc chiến đã được Romania hộ tống trở về trong tình trạng không được mang theo vũ khí. Hy vọng phi công sẽ hạ cánh an toàn. Về tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ Bảy, tập trung vào các diễn biến chính là Nga oanh tạc hàng loạt mục tiêu ở thủ đô Kiev, Kharkov và nhiều thành phố khác, cũng như chặn đường ra biển Azov của quân đội Ukraine. Ở Kiev, thủ đô của Ukraine ngày hôm qua tiếp tục bị pháo kích, không kích dữ dội, đặc biệt là vụ tấn công tháp truyền hình bằng tên lửa vào sáng ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương. Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh cập nhật ngày hôm qua ghi nhận việc đoàn phương tiện quân sự Nga bao gồm xe tăng, pháo binh đã kéo dài từ 64 lên 65 km tập kết cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 27 km. Tại Kharkov, thành phố đêm qua hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội. Các hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy nhiều chớp sáng và tiếng nổ liên tục vang lên ở trung tâm thành phố, nhiều khả năng là do pháo phản lực phóng lỏa tấn công. Đặc biệt, sáng ngày 1 tháng 3, tòa nhà hành chính của vùng đã trúng một quả tên lửa đạn đạo, khiến hàng chục người thương vong. Các nguồn phân tích cho rằng tại tòa nhà này đang diễn ra hoạt động tuyển quân nên trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Tại Kherson, các lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn thành phố này, thiết lập chốt kiểm soát mọi lối ra vào. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua đã ra thông báo rằng chiến dịch ở Ukraine sẽ tiếp tục cho tới khi hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó có phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như bảo vệ nước Nga khỏi mối đe dọa quân sự từ các nước phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết sẽ tấn công các cơ sở của lực lượng an ninh và đặc nhiệm Ukraine ở Kiev nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công thông tin vào Nga, do đó họ kêu gọi thường dân gần địa điểm này sơ tán càng sớm càng tốt. Đặc biệt, phía Nga tuyên bố kết quả sơ bộ sau 7 ngày tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 2 sân bay và 3 đài radar phòng không của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. 1.325 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Các tay súng Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng đã tiến sâu 61 km kể từ đầu chiến dịch, trong khi lực lượng Danet tiến được 19 km trong một ngày qua. Như vậy, lực lượng Nga đến nay đã kiểm soát được Buridan, thành phố Duyên Hải Đông Nam Ukraine, thành phố Enderoha ở tây bắc tỉnh Zaporizhia, cũng như xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine ở tỉnh này. Dự đoán, chiến sự tiếp tục ở thế rằng co này trong các ngày tới, Nga vẫn sẽ tiếp tục bao vây và tiến tới kiểm soát hoàn toàn Kiev và Kharkov, có chăng lúc đó chiến sự mới có thể dừng lại. Trong bối cảnh đó, dự kiến trong ngày hôm nay ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu nhằm thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân, kết thúc chiến tranh. Trước đó, trong ngày 1 tháng 3, ngày thứ hai của phiên họp đặc biệt do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức về tình hình Ukraine, hơn 100 quốc gia và các tổ chức đã phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm về vấn đề quan trọng này. Tại đây, Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các bên đối thoại và bảo vệ người dân. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chia sẻ. Từ lịch sử phải trải qua chiến tranh đau thương dai dẳng của chính mình, Việt Nam thấy rằng chiến tranh và xung đột thường xuất phát từ các học thuyết lỗi thời về chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến trương liên quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế về tình hình Ukraine, đại sứ bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi kiềm chế, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng. Theo đó, đại sứ hoan nghênh cuộc đối thoại ngày 28 tháng 2 giữa hai phái đoàn Ukraine và Nga và mong muốn các bên liên quan trực tiếp tiếp tục duy trì đối thoại hướng tới giải pháp trên. Bên cạnh đó, đại sứ nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh an toàn của người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế và đề nghị cộng đồng quốc tế thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho dân thường. Đại sứ đề nghị các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán các công dân Việt Nam đến nơi an toàn. Dự kiến, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu nhằm thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine vào ngày 2 tháng 3, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của phiên họp. Hãy theo dõi xem Việt Nam sẽ bỏ phiếu như thế nào. Bản tin thời sự sáng nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.